Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Hiệu Phạm. Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khôi phục mật khẩu đầu ghi HipVision một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Đầu tiên, để khôi phục thì các bạn cần tải một cái phần mềm reset cho đầu ghi HipVision. Thì các bạn vào cái website của bên mình là https://www.giamsathinhanh.com. Sau đó các bạn vào mục là tài liệu. Các bạn chọn mục là download tài liệu. Các bạn kéo xuống cái mục số 19, đó là phần mềm reset đầu ghi HipVision. Các bạn bấm vào đây. Nó sẽ hiện ra một cái khung cho chúng ta tải. Thì các bạn bấm vào cái mũi tên ở đây để tải xuống. Hoặc có thể bấm vào mũi tên ở đây để tải xuống. Sau khi các bạn tải về thì sẽ có một cái file như thế này. Tên là Sabtoon đây. Các bạn cần giải nén nó ra. Các bạn bấm chuột phải. Chọn check here. Đó, các bạn giải nén xong thì nó sẽ ra như thế này. Sau đó chúng ta tiến hành cài đặt cái phần mềm này. Bạn chọn Z. Các bạn chờ một chút để phần mềm nó tiến hành cài đặt. Chúng ta bấm Next. Next tiếp. Bấm Next. Install. Các bạn bấm Next. Tiếp tục bấm Next. Các bạn tích vào Accept vào đây và bấm Next. Và bấm Next tiếp. Bấm Install. Sau đó chúng ta bấm Finish. Và các bạn bấm Finish ở đây. Sau khi các bạn bấm xong á, thì cái phần mềm nó sẽ tự động nó chạy lên. Nếu trường hợp không chạy lên á, thì các bạn có thể bấm vào đây. Ha, tự động phần mềm nó chạy lên. Thì các bạn lưu ý là đầu ghi của chúng ta sẽ kết nối vào mạng cùng mạng với cái máy tính này. Tức là đầu ghi hình HipVision cần phải kết nối vào modem mạng. Và cái modem mạng Wi-Fi đó và cái đầu ghi cái máy tính này cũng kết nối chung vào cái modem Wi-Fi thì nó sẽ hiện ra cái thông số ở đây. Các bạn không thấy thì các bạn hãy bấm refresh ở đây ha. Sau đó các bạn bấm vào tích vào đây và cái đầu ghi thông số đầu ghi này thì ở bên khung bên trái này các bạn sẽ để ý có cái mục là forgot password, tức là reset password đấy. Các bạn bấm vào đây. Nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Các bạn lưu ý, nếu trường hợp các bạn bấm vào forgot password mà nó không hiện ra cái giao diện như thế này thì là đầu ghi của các bạn là đầu ghi version cũ. Thì mình có hướng dẫn cách reset mật khẩu cho đầu ghi version cũ ở cuối cái video này. Như là các bạn đón xem gần cuối video này mình sẽ hướng dẫn cho những cái đầu mà có cái giao diện của version cũ. Các bạn chú ý. Thì chúng ta bắt đầu bấm vào cái mục là export. Bấm vào đây. Chúng ta chọn đường dẫn. Ví dụ như là bạn muốn export ra desktop. Bạn bấm vào select folder. Như vậy nó đã export xong. Các bạn tắt cái này đi. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái file export ở đây. Bây giờ chúng ta cần gửi cái file này. Chúng ta cần gửi cái file này tới cái email. Các bạn gửi cái file đó tới cái email là khôi phục mật khẩu .hipvision@gmail.com. Cái nội dung là hỗ trợ khôi phục mật khẩu đầu ghi HipVision. Các bạn có thể ghi là xin chào, vui lòng hỗ trợ khôi phục mật khẩu đầu ghi HipVision. Cảm ơn. Đó, các bạn đính kèm cái file này vào. Các bạn chọn cái mục là desktop nha. Và tìm tới cái file hồi nãy nha. Đây cái file này. Sau đó chúng ta bấm open. Và các bạn bấm gửi. Rồi các bạn để ý thì mình đã nhận được cái mail trả lời từ hãng. Đây,
Đây là cái mail mình hỏi đây, và nhà bên hỗ trợ kỹ thuật của Division đã gửi lại cho chúng ta cái file này đây ha. Và cái file này chúng ta tiến hành tải về, sẽ tiến hành tải về đây. Đây các bạn chờ một chút, sẽ hiển thị thư mục này ha. Sẽ cắt cái file này đi, mình đưa ra ngoài desktop. Ra ngoài desktop đây. Sau đó thì mình sẽ mở cái lại cái phần mềm reset path hồi nãy. Mình sẽ bấm vào import file ở đây. Sau đó mình sẽ tích vào đây để mình chọn cái đường dẫn của cái file mà bên hãng nó gửi về. Đó, các bạn tìm thấy cái file hãng gửi về. Đây. Ta bấm vào Open. Đó, sau đó các bạn nhập cái mật khẩu mới vào. Ví dụ mình muốn nhập mật khẩu mới là 44. Sau đó các bạn bấm vào Confirm ở đây. Vậy là reset password đã thành công. Nói chung là rất là đơn giản phải không các bạn? Thì đây là cái video đã hướng dẫn cho các bạn cách cho các bạn khôi phục mật khẩu. Rất là đơn giản. Bây giờ mình có thể đăng nhập được vào cái đầu ghi. Sẽ có thể đăng nhập được vào cái đầu ghi đây. Trường hợp thứ hai, nếu như mà khi các bạn mở cái phần mềm SAP Tool này lên đấy mà nó không nó đây nó không hiện ra như thế này. Nó không không hiện ra cái phần bấm vào forgot bắt buộc này, nó không hiện ra cái giao diện này mà nó lại hiện ra cái giao diện như thế này, thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ copy cái dòng Cyrano của Hipvision ở đây, các bạn gửi vào mail giống như hồi nãy khôi phục mật khẩu .hipvision@gmail.com. Sau đó thì người ta sẽ gửi lại cho chúng ta một cái mã code, SQL code, thì các bạn sẽ nhập cái SQL code vào đây, sau đó các bạn bấm confirm. Thì khi đó đầu ghi nó sẽ đưa về cái mật khẩu mặc định là 12345. Các bạn chỉ cần kết nối cái đầu ghi với màn hình vi tính và các bạn nhập mật khẩu 12345 là chạy rồi. Và lưu ý là thời gian thực tế của đầu ghi và mã code chỉ thực hiện trong ngày. Đó, các bạn lưu ý. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách khôi phục mật khẩu đầu ghi Hipvision đối với những đầu ghi mà có version cũ và những đầu ghi mà có version mới. Thì nói chung là cách khôi phục cũng khá là đơn giản. Thì hy vọng các bạn xem xong video này các bạn có thể tự thực hiện và thành công. Các bạn thấy video hữu ích nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để giúp mình có động lực cũng như là phát triển kênh và tạo ra nhiều video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.